Nó phải nịt mẹ một lạng dầu rồi cuộp luôn. Chị lần đầu với anh có phải lần đầu với anh không? Ủa em ơi, bà này cuộc đời anh chưa bao giờ biết thì bà mới biết bốc tem ai bao giờ luôn. Bà này cũng bị thịt rồi, người đến sau thôi. Rồi mấy bà con gái ngày xưa có biết ấy đâu thì chả như Nguyên Thủy à em. Nguyên Thủy hết. Trời nó dày mà thì mẹ mày cảm giác nó như giờ như con chuột luôn. Trời giật mình. Nghĩ lại được cũng hơi ghê. Ui mà tắt đèn đi cũng giật. Ít mẹ mày cho khoai vào lò ấm thế. Đã thấy trời hơi lạnh hả? Đã cho khoai vào lò ấm dùng mình. Trời ơi tuyệt vời. Úi giời lúc ấy xong ấy hơi yêu vợ quá, yêu vợ nhiều, anh yêu em nhiều lắm. Ít mẹ mày mấy ngày sau bỏ mình luôn rồi. Khóc hết lúc mắt luôn. Khóc hết lúc mắt luôn. Chuyện là chuyện tình ơi, tình yêu mà đàn ông mà kiểu đặt niềm tin hay là hy vọng ấy, hay là yêu người kia, gọi là đặt niềm tin vào người kia nhiều quá ấy, lúc chia tay em ơi đau khổ lắm em ạ. Nói chung là bọn đàn ông của tôi mà chia tay người yêu thật nhau đau khổ hơn các bà nhiều. Các bà khóc đã là đéo, thì tôi khóc cả đêm luôn, đéo ăn cơm, đéo uống nước, đéo ăn cơm, làm im thì ngã khóc luôn, khóc nức lở luôn. Mẹ mình đã là người đến sau rồi lại còn hứng chịu bao nhiêu cái đau khổ. Nói chung mà đàn bà lấy của anh đi quá nhiều nước mắt rồi. Buồn lắm, đau khổ lắm. Chị mụn của bên anh Lữ dùng được không? Dùng tốt luôn em ơi. Dùng tốt luôn. Mọi người mà mua chị mụn thì inbox cho mình nhá. Mua 2 tặng 1. Chắc chia tay tại chim bé của em ơi. Ngày xưa lúc mà kiểu mới lớn lúc cơ thể nó khỏe, nó sung mãn lắm em ạ. Không phải bây giờ thì không thể tha có thứ đâu. Các cụ đã bảo rồi, tuổi mười trăng tròn bẻ gãy sừng trâu mà lại. Ngày xưa khỏe lắm, người chiếc nó rắn, nó còi nhưng nó chắc. Đàn bà lấy đi của mình quá nhiều nước mắt rồi. Yêu hết luôn, ui mày hết lòng luôn em ạ, đặt niềm tin trọn vẹn luôn. Mình chỉ thịt mà à, mày không mong em là tình đầu nhưng chỉ mong em là tình cuối. Đấy. Mấy ngày sau chia con mẹ mày tay luôn. Đấy. Nói chung là mấy ông ngày xưa mà yêu ấy, bây giờ thì tôi không biết. Lâu rồi tôi đéo yêu, tôi đéo biết nói gì. Ngày xưa mấy ông yêu hay có cái câu anh chả mong em là tình đầu nhưng anh mong em là tình cuối. Đấy. Yêu của số đậm mà. Ngày xưa bị bóc tem xong nhá, dùng mình rồi nhá. A à, ha, ngày xưa lại còn kêu kiểu a à, anh ra rồi thôi. Vậy rồi a chồng ra rồi đi mẹ mày ra nhá, một phút sau lại cứng đấy, lều lại dựng đấy, nó sung mãn lắm. Bây giờ đéo được như thế đâu. A à, anh ra rồi, ui ôi nó câu huyền thoại luôn đấy. Ngày xưa yêu cứ phát là địt mẹ mày cười, chỉ mong cười. Mày đấy, mày đều lại sớm đấy. Nếu mà lại sớm bây giờ đéo biết cuộc đời mình nhỉ. Nếu mà tôi lại sớm nhá thì có thể Facebook của tôi đéo được nhiều follow nhỉ, có thể đéo người nhiều người biết nhỉ. Khả năng các con vợ gặp tôi đóng quả thương binh đội mũ gọi là cối đấy. Nhận chở hàng điện thoại không chỉ gì. Đấy, nếu mà tôi không lấy tôi mà lấy vợ sớm. Mày là chưa lấy vợ đấy. Mất niềm tin có thể đặt niềm tin vào em à? Anh không thích đặt niềm tin vào em nhưng anh đặt cái chim em vào em. Ui mối tình đầu em ơi còn đau khổ lắm. Mối tình thứ 3 thứ 4 mình còn viết thư chứ, đỉ mà thế mọi em. Mà đã viết thư lại còn khóc cơ. À, điện thoại đéo nhắn tin. Đấy, mối tình thứ 3 thứ 4 khóc nhá. Xong lại còn có cuối còn biết có chốt công gì mà nhớ mãi luôn. Chốt nhá. Ở trong lúc chồng viết thư này thì chồng đã khóc. Và không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi vào lá thư này lên hơi nhàu. Để mẹ mày.
đọc được câu đấy nhá. Cái tâm mà nước mắt nó đã rơi nhá. Lệ đang phai, hiểu không? Anh Vân này, anh chơi ít thôi anh Vân nhá. Ông anh lớn đùng ngày nào đi đâu, ngày hút trăm quả bóng. Anh tầm mà anh chỉ yêu Minh Tâm. Đừng nói gì Tâm ạ, ca sĩ Minh Tâm ạ. Anh toàn nghỉ muộn mà, ngủ muộn mà. Anh kể vụ thông chốt đi á. Chốt anh có thông chốt bao giờ đâu nhở? Anh cũng quay đầu rồi. Ui. Đợt đấy là mùng 2 Tết năm bao nhiêu nhở? 2015 hay 2016 ấy. Bạn bị chốt bắt mà. Thế là đợt đấy cũng là gần Tết rồi. À Tết rồi. Quay đầu mình nhìn mình đéo có ai rồi. Mình quay đầu mình đi con Jeep. Mình đèo bà em họ. Hai củ rưỡi. Đéo có tiền thì vay tiền đấy. Nước mắt rơi là trò chơi kết thúc. Người thư tình như thế ngày xưa yêu điên cuồng lắm em ạ. Ngày mưa ngày xưa kể cả mưa gió nhá, đón làng là chuyện bình thường. Đón làng sẵn sàng đón làng luôn, kể cả 1 giờ đêm Dream đóng đi mẹ mày lô hả. Ngày xưa nhá, kể cả là 2-3 giờ đêm làng mà em đói em khát đi mua đồ cho em ăn ngay, đóng Dream à. Dreambo nhá, 2543. Đấy, ở đây các con vợ là ngày xưa đi gym tự biết. Dream, Độ Thái, Bo 2543. Đi vào ngõ nhá, về hai, pep pep quay lại lưng kiểu người đi này nhá. Người cong cong, pam 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 pam. Đấy, hiểu không? Kiểu vuốt ga ấy. Cầm này, xoáy ga, hiểu không? Lô, lô, nó bắt đầu căng số 2 lên nhá, vào 3 nhả ra nhá. Bo bắt đầu bom 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 bom. Ôi, cô giáo ta bảo hay quá nhỉ. Nguyên đai nguyên kiện là béo gì phập đi, phá nó luôn, còn thì phá nó vào, phập luôn đi, phá đi, đi ngủ đi à, cô ngủ đi thần ơi, nữ thần ơi. Luôn phun như tóc em bé à, như em bé luôn, em bé của anh Hiền Kiều. Thế 3-8 các anh ở đây thích Nguyên Thủy hay Nhận Thín? Nhận Thín thì nói chung là nhiều khi nhìn hơi sợ, thì em nhìn nhiều khi cũng hơi bị hoang mang ấy. Nhận Thín nhìn hơi cũng hơi ghê ấy, thì em tưởng trẻ con. Nhận Thín quá nhìn tưởng trẻ con sợ. Thôi cứ để kim tự tháp cho đẹp. Remix hiểu không? Remix hả? Remix. Mở ra nhìn chọc cũng sợ hết. Nhìn cái đầu chọc sợ. Bài nhạc Du Dương à? Tại vì Hà Nội đang mưa em ạ. Mưa ngoài hạn mưa rất khá là lặng hạt đấy. Nguyên Thủy á? Nhờn. Nhờn chưa? Hiểu luôn. Ngoài à, mấy con vợ ạ, tôi bây giờ tôi đang bán quần áo chốt đơn ở trên livestream ấy, bán ở bên cái bếp Đặng Duy Long ấy, nhiều mẫu đẹp lắm, toàn mẫu đẹp luôn mà chưa đến 200.000 một cái. Thế mà vừa rồi livestream đéo con vợ làm sang, chán. Mấy con vợ phải sang đấy, hiểu không? Mình không có tiền mình chơi kiểu hàng ít tiền thôi, không có tiền lại chơi hàng nhiều tiền dở hơi đấy. Lần sau mọi người nhớ lưu ý nhá, tôi hay bot tin 24 giờ ấy, tôi mua bán cái gì hoặc là tôi mà thông báo là tôi like bên đấy ấy, thì các con vợ sang nhá, nhớ sang. Xem 24 giờ tôi nhiều, tôi hay bot tin 24 giờ á. Chú Long ơi, cháu nhìn chú, cháu chỉ muốn thông đít chú phát. Ôi dồi. Thằng này quá hồ đồ luôn. Hồ đồ. Mày quá hồ đồ luôn. Quá hồ đồ. Mà ai rơi mày hình dung ra cái dái của mày thì nhét mà đít chú thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhìn hoang con mẹ mang cho cái cuộc tình luôn.
mà nhét vào cảm giác con đít bạn mình, cảm giác mình đi vệ đi, đi đi to lên nó ra cái cục mà cái cục to đấy mình cảm giác đau vãi lồn cả cái gậy của ông nhồi và ông nhồi thế các đeo đậu nhồi thịt ông nhồi thì thụt cái thì ngập cán luôn ủa nhở hình dung là ngồi thụt phát ngập cán luôn chắc rồi đít mẹ trầm cảm luôn. Thì ông cháu mà có lúc nào ông cháu mà trong đầu có cái nghĩ mà phập phập đít chú ấy thì chú trầm cảm luôn đấy. Ăn quả ngồi xổm ngồi phụt phát thụt phát thì ngập phát thì ngập đốc luôn về chắc chú lú luôn trầm cảm luôn đấy. Thật ông cháu mà có ý định đấy. Thảo ơi ngủ đi ông tí anh ra anh inbox anh làm phiền đấy nhá. Ông cháu mà thụt của đấy thì thôi đi bà mày về thấy một năm về thấy một hai tháng thì đéo thấy chụt long live stream hiểu không lại cứ lên lại có iPod hay là qua thăm chú ấy thấy chú cứ nhìn quạt trần với cả bóng đèn chú cười thì mẹ về cuộc đời chú thì đúng rồi cuộc đời ra đi luôn đéo vợ con thì ngóng ơ luôn. Cái cảnh mà bị địt mẹ mình đã ghét cái kiểu đấy rồi mà cảnh mới bị thấp phát thì thôi chắc ngáo luôn về cứ nhìn quạt trần này cười nhai răng cười ơi ngáo luôn đấy. Ngủ đi mai ơi chứ còn mày Long Yến Nhi nhìn chú cháu yêu luôn mà ôi kích còn gì nữa không yêu chú thì yêu ai năm đồng của chú cũng đéo làm ăn gì đâu có anh em đôi khi mình còn vào việc được phát một lần thôi cứ đéo gì đâu mà xã hội giờ thoáng mà chị đã là gì em đi mạ mà em đi vệ sinh mình ngồi thụt phát tuôn như cống luôn đơ luôn về cứ nhìn quạt chân mà cười trầm cảm luôn đấy.